Rồi vậy nhà nãy vậy nói tết năm nay vậy làm ăn được ngon lắm mà ông vậy cái thời cơ là những chiến tích nào tết chứ ông làm ăn đỡ được nghe thế. Ví dụ chung bầu cua có bầu cua là ra lên tập này 79 tuổi có trao dạ. 79 rồi có báo sự trước là 76 giờ này 79 rồi năm nay là cái năm tuyệt vời tôi thành thật kéo hoàng hoi tôi kể tóm gọn lại là nếu tết vừa rồi là ông quại chơi những món đồ chơi gì chơi chơi món gì chị tố giật mình thì kêu nó quý ta đi giật mình nha bình tĩnh lại tôm cua chịt tơ có cái tơ luôn hả tơ cứ quấn con nào lớn này ăn trăm đồ vô luôn cứ vô luôn đồ này phải tiền là ok rồi đừng bao giờ ông ngoại nói là tết năm nay là số là cũng trúng luôn nha gian dâu cả số ấy là có chơi số không mua với số là không ra gì cứ nó chít ra cho tao nhưng mà mấy người thân kia là lộn lúa là riêng bông số ra thì rờ đây đâu là rờ đó là lộn riêng bông số thì bất rồi hết đường rồi chứ đường nào cứu bông số đâu rồi nhưng mà lạnh quá là con ngặt một cái rồi nói khang cổ đây ông ngoại có bị vào ông ngoại bất tử trong còn nói ra tiếng là ông ngoại sống tới giờ cái thời tiết năm nay nó khó chịu đây làm bữa giờ con nghe rất nhiều người nói cứ ông ngoại chi số là cứ đánh trầu lên trục xuống hay quấn ngược lại là trúng con thì con không chấp nhận được ông ngoại chấp nhận điều đó ông ngoại rất chấp nhận được rất chấp nhận hahaha